Cường còn cái gì để chia sẻ không? Thôi mình chuyến trước thì tôi nói rằng thì là cái chiến dịch của Công giáo là chiến dịch Đông Xuân, và nó sẽ còn kéo dài. Thấy nhưng mà cái chiến dịch Đông Xuân đó thì cái người Công giáo tôi thấy rằng thua nhiều hơn là được. Một Đúng, là vẫn là đúng. tự dưng bới ra để mà người ta mang ra người ta chửi bới, mà Công giáo mà bị chửi thì nó tội nghiệp lắm, nhất là Đúng các cha đó là là dại dột quá để mà. đấy, ông cha Nguyễn Đức Nhân trong cái video rõ ràng dựng cái hang đá lên, xong rồi cái giờ là cái vu cáo cho công an đánh, mà trong khi chính cái người công an lại bị đánh đánh là cái kiểu có gãy xương vai mà thủng một cái lỗ ở trên lưng rất là to, mà trong khi ông lại còn chửi ông chủ tịch ủy ban nhân dân nữa. Ở bên Mỹ quý vị không, chửi một cảnh sát rồi nó bắn chết ngay, chứ đừng có nói là chủ tịch ủy ban nhân dân. À, có người hỏi tôi tại sao ông chửi ông thị trưởng với ông phó thị trưởng, thế mà tôi đâu chửi, tôi chỉ trả lời thôi, các ông có nói tôi thì tôi nói lại, và các ông sai thì tôi đưa những cái sai, chứ cái đó là không phải chửi. Chửi là như là ông quả đen Nguyễn Đức Nhân này chửi ông ủy ban nhân dân đấy, chửi rõ ràng, chúng tôi xin không lặp lại cái lời đó. Thành ra cái tác phong của cái mấy cái người Công giáo đấu tranh đó tôi thấy rằng thì là họ là những họ mới là những các cái dư luận viên, và họ mới là bọn cờ đỏ, bọn giả danh cờ đỏ, Bọn giả danh cờ đỏ thôi. Dạ vâng. mà cũng nên chọn cái người mặt mũi tử tế, chứ trông nó là cướp thì nó trông nó đâu không phải là người tử tế, nó không phải là người đi tu. Dạ. Ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân này trong giáo xứ Thọ Hòa cũng vậy. Nhìn cái mặt lắc ca lắc cất, nhưng mà gọi là đại diện Chúa, sứ thần của sứ giả của Thiên Chúa này không được. Mà bây giờ ông Nguyễn Đức Nhân á, thì bây giờ cái vụ mà là chúng tôi tin chắc rằng tất cả, tại sao mình phải đặt câu hỏi, những cái giáo xứ nằm trong giáo phận Viền Vinh của ông giám mục Nguyễn Thái Hợp chỉ có chỗ đó thôi, mà Việt Nam á, từ Bắc và trong Nam biết bao nhiêu giáo xứ, bao nhiêu giáo phận, mà tại sao lại không có ai nói gì? Mà bây giờ tại sao giờ những ông Nguyễn Đình Tục, là ông Đặng Hữu Nam, giờ Nguyễn Ngọc Nam Phong bây giờ trốn đi đâu hết, lại đưa thêm một tay mới ông Nguyễn Đức Nhân? À, thì ra là theo tôi nghĩ anh nào nhận được tiền thì anh nó có bổn phận phải nói, mấy anh kia hết xài được rồi thì không nhận được tiền nữa, giờ đưa cho ông Nguyễn Đức Nhân. Tự nhiên nó gọi là Nguyễn Đức Nhân, nó tự nhiên tôi lại nghĩ nó tạo đức khí. Cái gì nó có chữ đức kia trong đó, nó thường thường nó là thất đức không. Nhân đức, Nguyễn Đức Nhân là người nhân đức, người nhân đức mà đứng ra mà lại mặc cái áo choàng áo đen như thế mà chửi ông ủy ban nhân dân, người đại diện cho chính phủ. Các vị chửi những nhân người đại diện chính phủ là quý vị đã vi phạm cái lỗi rất lớn, cũng giống